Chào các bạn, Jolie đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của Jolie. Phông chân mày quá đậm thì xử lý sẽ ra sao? Đầu tiên thì đó là nguyên nhân. Nếu như các bạn đi sâu kim, di kim, bớt màu hay là các bạn sử dụng màu quá đậm, màu quá nhiều ánh đen thì sau khi bong xong thì chân mày sẽ bị đậm, thậm chí là bị trổ xanh. Và để cách xử lý thì chúng ta có 3 phương pháp. Đầu tiên đó là dùng màu để xóa. Màu xóa này các bạn có thể sử dụng màu nghệ, màu cam sữa để mà hạ màu. Và phương pháp hạ màu đối với trường hợp này chỉ giảm tầm 10%, hạ sẽ không có được nhiều nha. Thứ hai đó là các bạn sử dụng dung dịch xóa. Dung dịch xóa thì hạ tông thì cũng sẽ không được bao nhiêu. Và phương pháp cuối cùng đó là laser. Laser thì rất là hiệu quả, nhanh và tiết kiệm được thời gian làm hơn rất là nhiều. Đối với phương pháp laser thì các bạn có thể hạ tông hoặc là các bạn bắn sạch đi cũng rất là nhanh. Thì tùy vào nền đậm hay nền nhạt. Nếu như mà nền nhạt thì 1-2 lần, còn nền đậm á, thì tầm 4-5 lần trong trường hợp các bạn xóa. Còn nếu như các bạn muốn nhạt thì tầm 2 lần thì đã ổn rồi. Và để làm sao để tránh những cái trường hợp mà các bạn phun xăm nó bị đậm màu như thế này. Đầu tiên các bạn lưu ý cho Jolie, chân mày đã có lông ở phần đầu, ở phần bụng chân mày, các bạn chỉ cần phun một lớp mỏng toàn bộ dáng chân mày, sau đó các bạn nhấn màu ở đuôi và bụng thêm một xíu là đã xong rồi. Trường hợp mà các bạn đi mà các bạn có thấy thiếu, các bạn đừng có thêm vội, các bạn cứ làm theo những gì Jolie hướng dẫn, rồi các bạn tắt đèn cho mẫu ngồi dậy, cho khách hàng ngồi dậy, khi này các bạn nhìn màu sẽ chính xác hơn rất là nhiều. Hoặc là những cái trường hợp giống như khách hàng có lông chân mày rất là nhiều mà các bạn cứ phun giống như bình thường á, thì màu sau khi làm xong thì cũng rất là đậm. Một đậm ở đây vừa kết hợp lông của khách, vừa đậm ở phần nền da của các bạn, nền da của khách hàng. Cho nên các bạn lưu ý vấn đề này, chỉ cần phun mỏng thôi, nhấn kỹ đuôi và bụng là đã xong rồi. Jolie mong rằng với những hướng dẫn ở trong video này, các bạn sẽ hiểu hơn về phun xăm thẩm mỹ và cái cách khắc phục đối với những trường hợp mà chân mày bị đậm màu. Nếu như các bạn đang khó khăn, đang thắc mắc về nghề thì các bạn nhớ tham gia vào trong nhóm học Telegram của Jolie. Jolie chuyên đào tạo về phun xăm thẩm mỹ từ cơ bản tới nâng cao, bao gồm phun chân mày, phun môi, phun mí và cả headstock. Các bạn có thể đăng ký khóa học bên Jolie qua số điện thoại 0937 37 3396. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp các bạn trong video của lần sau.